Chào quý vị và các bạn, sau đây là các thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Cảnh báo với quý vị là trong 2 ngày tới, khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông mạnh vào buổi chiều, nhất là thời điểm khi kết thúc ca thi. Mưa sẽ xảy ra trên diện rộng, cục bộ có những điểm mưa to từ 25 đến 50mm, có thể gây ngập úng ở nhiều tuyến đường trũng thấp. Và để đảm bảo cho sức khỏe thì nếu như gặp phải mưa dông, các bậc phụ huynh cùng với các em nên lưu ý là trú tránh, đợi ngớt mưa rồi mới ra về. Quý vị không nên vội vã di chuyển trong cơn mưa và đề phòng nguy hiểm. Đó là những lưu ý dành cho ca thi buổi chiều. Còn trong ca thi vào sáng ngày mai thì sẽ được diễn ra trong thời tiết nắng ráo. Nhiệt độ tại miền Đông bao gồm thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây từ 32 cho đến 34 độ. Chuyển sang các thông tin thời tiết đáng chú ý trên biển. Trên biển dự báo là ngày mai, khu vực từ Bình Thuận xuống Cà Mau, Kiên Giang trở ra huyện đảo Trường Sa, cảnh báo là mưa dông kèm theo lốc xoáy gió giật mạnh. Trái lại, quanh huyện đảo Hoàng Sa thì ít mưa, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, 5. Thưa quý vị, bản tin đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.